chào quý vị các bạn, đây là cái sản phẩm của hãng Hikavision và đang được lắp ở tại công trường thi công quý vị nhé. Và đây hình ảnh thì chiếc camera này có cả âm thu âm thanh. Quý vị các bạn nhìn thấy cái khung hình quan sát là khá rộng và hình ảnh sắc nét quý nhé. Và quý vị các bạn cần tìm đến về sản phẩm của Hikavision hoặc là của hãng khác thì quý vị các bạn liên hệ với cả số điện thoại của mình 0914169845 và hoặc là các bạn có thể qua 131 Lê Thanh Nghị để được trải nghiệm sản phẩm thực tế quý nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn, và quý vị các bạn xem video thì quý vị các bạn hãy like và ủng hộ chia sẻ giúp mình video, và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video bổ ích hơn quý nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn và hẹn quý vị các bạn ở video tiếp theo. Thank you.